Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ bên ta, tin tức ngày 31 tháng 3 năm 2021 có nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư chúc mừng 70 năm ngày truyền thống Bệnh viện 108 và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quận ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống bệnh viện ngày 1 tháng 4 năm 1951 và ngày 1 tháng 4 năm 2021. Và các đồng chí thân mến, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ngày 1 tháng 4 năm 1951 tới ngày 1 tháng 4 năm 2021, tôi thân ái gửi tới Ban Giám đốc, các giáo sư, bác sĩ và toàn thể cán bộ, chiến sĩ, quân nhân, chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và người lao động cùng gia đình thân nhân các liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh đã và đang công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Tình cảm chân tình, lời chào thân ái và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Trải qua 70 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, mà trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân, sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam, anh hùng luôn luôn đoàn kết, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tích cực nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ hiện đại để nâng cao chất lượng khám và điều trị, chăm sóc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, quân đội, các đồng chí thương binh, bệnh binh, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Những thành tích đặc biệt xuất sắc của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân ghi nhận đánh giá cao, được tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương và danh hiệu cao quý. Và nhân dịp này thì tôi nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương, khen ngợi và chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 qua các thời kỳ và mong các đồng chí trong giai đoạn cách mạng mới tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của bệnh viện, của quân đội nhân dân Việt Nam, anh hùng ra sức học tập rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiên cứu khoa học, đào tạo, đổi mới sáng tạo, tận dụng những thành tựu của các cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào khám, chữa bệnh, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua quyết thắng và cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng bệnh viện vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu được giao, xứng đáng là bệnh viện trung tâm y tế hàng đầu của quân đội và cả nước, ngang tầm khu vực và thế giới. Với tình cảm thân thiết và tin tưởng, tôi xin chúc các đồng chí cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chào thân ái và quyết thắng. Và đó là thông tin ngày 31 tháng 3 năm 2021, một thông tin rất hữu ích của anh em. Và nếu anh em thấy thông tin này bổ ích thì đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment nhé. Tạm biệt.